có tinh trùng và số tinh trùng nó đủ để thụ tinh với trứng của vợ hôm nay nhá. Chúc mừng nhá. Đấy, à, mới kết hôn 2023 nhỉ. Ừ, và mình hai vợ chồng này có ý thức đi khám rất sớm bởi vì là phát hiện là quai bị năm 27 tuổi đó. Và khi mà có phát hiện quai bị thì cũng đã đi kiểm tra và không có tinh trùng trong mẫu xuất tinh. Và với trường hợp mà quai bị thời gian gần đây ấy thì tiên lượng bao giờ tìm thấy tinh trùng nó cao hơn. Và hôm qua trong quá trình mổ ấy thì lúc mà lấy ống sinh tinh ấy thì anh tiên lượng trong cuộc mổ khoảng 90% có tinh trùng, nhưng cái mẫu mà các bạn đọc đầu tiên sơ bộ ấy thì nó thoái hóa mủn đen hết đó, thoái hóa mủn đen hết và lúc ấy đọc chưa tìm thấy tinh trùng gì cả. Và lúc ấy anh cũng thấy hơi lo lắng bởi vì mình tiên lượng rất tốt, trước mổ rất tốt và trong quá trình mổ nhìn ống sinh tinh nó cái đảo sinh tinh nó giãn nó mẩy lắm. Và cái mẫu đấy phải ủ môi trường đến sáng hôm nay thì bác sĩ Thảo phó lab ấy, trực tiếp đọc kết quả đấy thì là có tinh trùng và số tinh trùng nó đủ để thụ tinh với trứng của vợ hôm nay nhá. Chúc mừng nhá. Đấy, rồi. Và sau phẫu thuật thì về em hạn chế vận động cho anh 10 ngày, hạn chế đi lại nhẹ nhàng thôi, kiêng quan hệ tình dục ít nhất 2 đến 3 tuần và hàng ngày chịu khó thay băng mỗi ngày một lần.